xin được cảm ơn các thành viên đến từ núi trúc Sakura Yosakoi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đến với lễ hội Kanagawa Festival. Cùng chào đón CEO. CEO, một màu sắc rất gần gũi với những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc như là Dao, Tày, Mông ở Việt Nam. Đối với Nhật Bản, đây cũng là một màu xanh truyền thống gợi nhớ đến sắc màu của vũ trụ bao la và đại dương sâu thẳm. Và thông qua bài diễn Indigo lần này, họ mong muốn được truyền cảm hứng, những năng lượng để chúng ta bắt tay vào thực hiện những mục tiêu, dự định mà mọi người chưa từng thực hiện, vẫn đang ấp ủ hoặc đang bỏ dở. Và bây giờ, hãy cùng khám phá những chân trời mới, CEO, Fly to CEO, Ikujo. Và phần biểu diễn bắt đầu! It's Sayus Takai! Day!道の旅路へ。ニナは。SIオスカ2020。インディゴ。 大家好，那今天我们又来到了河内的环建湖。今天我们这期视频的主题啊，就是要带大家去看一下越南的年轻人都用什么牌子的手机。因为我上一期的这个视频呢，采访当地的越南人，然后其中我采访了一个小哥啊，就是大家注意到他手持的是这个华为的手机，所以我觉得大家应该对这个越南年轻人用什么样的手机应该蛮好奇的。那今天呢，老黄就来到了这个环建湖。 就带大家去看一下，给大家解答疑惑，看看他们都用什么牌子的手机。那我先问一下摄影小哥，你觉得越南年轻人都用什么手机比较多一些？我觉得应该他们会用苹果比较多吧。对，我也觉得，因为我们在越南看到大部分都是用苹果，但是应该用我们国产的应该也多。国产手机的话，我觉得小米、 vivo、 OPPO 这些性价比高的手机，他们出现的概率会大。对。 小米啊 ，OPPO、 vivo 确实，还有的话，华为应该也是蛮多的。华为应该会比较少吧，华为毕竟挺贵的。对，就买华为不如买 iPhone 是吗<笑> ？OK， 好，那就话不多说，我们现在就带大家一探究竟。Let's go。那像电子产品这一块，应该是男生比较了解一些，女生应该不怎么懂。所以待会儿的话，我们就主要拍男生吧，主要是去采访男生，看一下男生都用什么样的设备。OK， Let's go， 走。 Anh đang dùng điện thoại gì ạ? Điện thoại của mình là iPhone 6S Plus. iPhone 6 hả? iPhone 6S Plus. À, thế tại sao mà anh chọn iPhone mà không chọn điện thoại Android? Thứ nhất là mình thấy nó dùng nó khá là khỏe, nó không bị lag giật nhiều, với cả là bảo mật nó khá là tốt. À, thế anh có biết là thương hiệu điện thoại khác không? Thương hiệu khác ví dụ như là Huawei này, hoặc là Huawei. Huawei. Anh có biết là thương hiệu là nước nào không? Huawei. Của Trung Quốc. Của Trung Quốc hả? Ok. Thế còn gì nữa không? Samsung Z Flip. Samsung. Gì nữa? Oppo. Oppo. Còn không? Chắc là hết rồi. Chắc là hết rồi. Điện thoại tiếp theo là anh sẽ mua thương hiệu gì? Mình vẫn sẽ xài iPhone. 温总 iPhone， 你也会中文是吗？啊，不是，我是越南人。啊，你哦，我说你也会中文对吗？一点点。哇，很厉害，又遇到一个会中文的小姐姐。那，你中文 OK 吗？交流的话？不太好。不太好，那我们用越南语好不好？可以。啊，好。铁红内门店工作等等，你看这，M 当总电话机。M 当总 Redmi。哇，小米的手机。铁了，大三买 M。
转电台Android 嘛，空转电台 iPhone。tại vì em dùng quen dùng Android khá lâu rồi ạ. Em nghĩ Android sẽ phù hợp với bản thân hơn. Thế tức là cái điện thoại Android cũng có rất nhiều thương hiệu, tại sao mà em chọn cái thương hiệu Xiaomi? Tại vì Xiaomi thì pin khá tốt đấy ạ. Pin khá tốt. Và thuận tiện có thể đi nhiều nơi. Ít sáng rồi ạ. Tức là đúng là lâu không cần lâu về cái pin đúng không? Thế còn là ngoài cái thương hiệu này ra thì em còn biết thương hiệu gì khác không? Em biết đến Oppo. Oppo? Gì nó? Xiaomi thì có Redmi. Cái này là cái dòng máy của Xiaomi rồi. Yes. Thì bây giờ anh đang hỏi là cái thương hiệu khác. Vivo. Oppo, Vivo, Oppo, Xiaomi. Xiaomi. Quên một cái rất là nổi tiếng à? Có một cái điện thoại rất là quá nổi tiếng rồi, ai cũng chắc chắn là biết rồi. iPhone đúng rồi. Còn gì nữa? Tạm thời em chưa nghĩ ra. Tạm thời. Ok, thế thì hôm nay cảm ơn em rất nhiều nha. Thế thì anh chúc em là có một ngày tốt đẹp. Cho em hai cái kìa. Ok, cảm ơn em nha. Ok, bye bye. Bye bye. Bạn đang dùng điện thoại gì ạ? Mình dùng Oppo á? Có thể cho mình xem qua được không? Là Oppo mua bao lâu rồi? Mình mua được hơn một tháng tí. Tại sao mà bạn chọn điện thoại Oppo không chọn thương hiệu khác? Vì cả nhà mình đều mua Oppo kiểu. Cả nhà dùng Oppo luôn. Bố mẹ mình khá thích dùng Oppo, xong rồi cũng giới thiệu mua Oppo ấy. Thế ngoài thương hiệu Oppo ra thì bạn có biết thương hiệu gì khác không? Về điện thoại. Còn iPhone Xiaomi, Xiaomi. Rồi còn Redmi. Redmi là thuộc về Xiaomi á. Em không để ý lắm. iPhone, Oppo, Xiaomi. Có Vivo không? Biết không? Có. Vivo hả? Vâng. Samsung chắc là biết. Đúng rồi. Nếu mà là bạn mua cái mới thì điện thoại tiếp theo của bạn, bạn sẽ mua điện thoại gì? Mới ạ? Chắc là Xiaomi. Chắc là Xiaomi đúng không? Tại sao mà bạn thích dùng cái Android mà không thích dùng cái hệ thống iPhone? Bởi vì Android nó cập nhật dễ. Hay cập nhật hả? Kiểu nó cập nhật dễ, không cần đổi máy như kiểu iPhone phải chạy theo dòng máy. Còn kiểu Android mình dùng một máy mình dùng được lâu hơn ấy. Dùng được lâu. Còn nó cũng kinh tế hơn đó. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thế thì tặng cho bạn cái kia. Okay, chúc bạn có một hôm tốt đẹp. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Chuẩn bị à, chuẩn bị luyện được khẩu ngữ à, chuẩn bị hảo. Hảo, khai sử. Hảo, tôi muốn biết là bạn dùng điện thoại gì? Tôi dùng Xiaomi. Xiaomi, có thể cho tôi xem không? Được. Nhưng mà có điện rồi. Không có điện. Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn chọn Xiaomi, cái hãng điện thoại này? Thì giá cả có chút rẻ. 价格便宜，还有呢？还有就是电量挺它的电量很持久，是不是？是，可以用的很久，不需要担心充电的问题，是不是？是的。那除了小米这个手机以外，你还知道什么手机品牌吗？苹果的。苹果 ，iPhone， 还有呢？好。还有呢？华为。华为是吗？你还知道华为？好，还有吗？苹果、华为、OPPO， 还有吗？还有吗？还有，不知道。Vivo 听过吗 ？Vivo。Vivo 啊。听过。好，那假设说你下一台手机，你会买什么手机？苹果的。你下一台手机会买苹果？为什么不买小米了？因为以后有钱了，是不是？不是，苹果超苹果拍照就那样很好的，是吧？是。不是 OPPO 拍照更好吗？不是，有那个美颜功能。我听说 OPPO 的就那样比较不太好，不太好。比较不太好。这位同学，你用什么手机现在？我用苹果。苹果可以给我看一下吗？这一位用小米，这一位用苹果。苹果 iPhone 没了。11 Pro Max。11 Pro Max， 为什么不用 Android 的呢？
喜欢苹果啊。因为你喜欢苹果，就它有什么优点，你可以说一下吗？好看，拍照也好看，还有拍照好，拍照好。好，那你下一台手机你会买什么牌子的手机？我还是买苹果。还是买苹果。好，那非常感谢今天两位同学接受我们的采访哈。那我这边给你们糖果吃。我这边准备了一点，每人两颗，每人两颗。谢谢。好，非常。你们是哪些年留学的吗？还是？对。OK。旅行而已、啊。我们是海防大学的。海防大学。这边先卡掉吧，跟他们聊一下天。今天我们采访下来发现和我们采访前的猜测还是有一些偏差的哈，在越南并不是 iPhone 一家独大，貌似我们国产手机才是主力军，特别是小米啊，在越南的知名度可谓是力压 OV 还有华为一枝独秀。但是通过这样子的街访，老黄也发现大部分的年轻人呢，如果不考虑预算不考虑价格的情况下，貌似都是会选择苹果啊。当然此次的这个采访呢也是受限于这个样本不够多，所以说这个结果也并不能反映客观的这个现实情况。如果大家喜欢此类的这个视频呢，希望老黄多做几期呢，可以在评论区告诉老黄。好，本期的视频就到这里，我是老黄，带你们看不一样的越南，我们下期见。Em hát đi. Em đã yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ yêu một người không phải như em đã từng. Nếu như anh đi về phía đó, liệu rằng anh có còn thấy em?Đều trong đôi mắt sao mà lỡ đi ánh nắng mặt trời. Vẫn yêu dù cho có cô đơn, dù cho anh không của riêng em sau này. Mộng mơ này anh ôm lấy, sao chẳng có em. Nắng ban mai soi đường anh mãi, là hoàng hôn tắt lụi với em.Yêu anh cho đến bao giờ em được hạnh phúc riêng mình.